Quý Châu xin kính chào quý khán thính giả đã đến với chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn phát hình lúc 1 giờ 30 trưa thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2015. Chương trình hôm nay được mở đầu với phần tin AS Today. Tiếp theo là chương trình tìm hiểu về nha khoa với đề tài sâu răng. Và sau cùng là phúc âm hàng tuần của giáo sứ Thánh Giuse. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu kính mời quý vị theo dõi phần tin AS Today với Kiều Thu và Trọng Đạt nói về Obamacare phần 2. Kính mời quý vị theo dõi. Xin kính chào quý vị. Mời quý vị đến với chương trình AAS Today với Trọng Đạt và Kiều Thu. Xin kính chào quý vị. Chào chị Kiều Thu. Trọng Đạt. Tiếp theo cái chương trình về Obamacare. Có nhiều người hỏi cái thắc mắc là ở tiểu bang họ cũng có những cái program mà họ nghe nói rằng là chẳng hạn như sign up hay là đăng ghi danh ở Maryland rất là khó khăn, thì cái câu hỏi là chỉ ghi danh điền xin Obamacare vào một cái website, vào một chỗ, hay là ở mỗi tiểu bang vào một nơi khác nhau? Thật ra cái Obamacare trên liên bang nó có một cái chỗ mạng lưới để mình đến đó rồi mình ghi danh, nhưng mà mỗi tiểu bang thì nó có những cái công ty bảo hiểm riêng cho tiểu bang để mà mình đi đến cái chỗ nếu mà có bệnh tình hoặc là khám bệnh hàng năm, khám sức khỏe thì mình phải có một chỗ trong tiểu bang để mình đi đến. Đúng. Thì vì đó thành ra mình ghi vào trong cái market đó, thì nó sẽ có tùy theo tiểu bang, có tiểu bang dùng của liên bang, có tiểu bang dùng riêng của họ. Nó cũng chỉ là một cái mạng lưới, một cái mạng lưới website. Nó link qua. Dạ, cái website đó làm để mình vô. Xong họ nói mình là nộp giấy tờ. Thì trên giấy tờ đó mình phải chuẩn bị những cái văn kiện mà mình đã nói trong cái kỳ trước đó. Quan trọng là thuế má cho năm trước, quan trọng là số an sinh xã hội, tuổi và những người ghi danh, nếu mà người khác ghi danh thì là cái tên họ và an sinh xã hội của họ. Bên cạnh đó là cái người nào mà ghi giùm cho mình nó cũng phải có cái số xã hội. Dạ vâng, rồi bên cạnh đó là cùng phải có giấy tờ chứng minh công ăn việc làm, rồi để có nó hỏi những cái câu hỏi cần thiết, rồi sự liên hệ giữa gia đình, hai người con cháu như thế nào để mà sau nó khi mà nó information nó vào trong cái mạng lưới thì họ sẽ check với cái trên văn kiện về thuế để coi coi nó có mình khai có đúng không? Đúng không? Thì lúc đó thì nó mới có tạo ra cái gọi là cái chương trình nó đúng theo cái thứ nhất là cái tiền mà mình có thể kiếm vào trong 2016, nếu mà ghi danh cho 2016 trên căn bậc bảng của 2015 cái tiền thuế mình, thì lúc đó họ mới chấp nhận. Nếu mà có nhiều gia đình vì không để ý cứ khai đại khái số tiền bao nhiêu đó thì đến lúc mà 2016 thì đâm ra họ lại trả một số tiền rất là lớn. Tức là chính phủ hả? Tại vì cái tiền thuế khi mà cái tiền mình vào mình làm lương đó nó quá hơn là cái số tiền mình khai. Mình khai. Thì họ cũng không để ý. Đến lúc mà 2017 khai thuế thì cái tiền nó quá nhiều. Đến lúc nó phạt thì phạt rất nặng. Là IRS. Dạ, đặt nói đây là IRS. Thì nó phạt tại không phải tại mình đã lấy cái tiền subsidy của chính của phủ. Chính phủ. Tại vì nếu mà mình trung bình có mỗi người trả khoảng có $100 một tháng, nó là trung bình. Without subsidy or with subsidy. With subsidy. Nếu mà quý vị còn nhớ trong những cái chương trình trước đó, Trọng Đạt với Kiều Thu có thưa với quý vị là mình phải ước đoán cái số lương mình làm được trong năm tới càng gần càng đúng càng tốt, là tại vì có nhiều người nghĩ rằng ồ mình cứ khai thiệt thấp vừa đủ để mà qualify để được cái subsidy, thì khi mà subsidy xong rồi tới khi mà mình khai thuế thì cái tiền lương lại quá cao, và họ với cái hệ thống computer hiện tại thì họ có thể đối chiếu những cái giấy tờ đó rất là dễ dàng. Thành ra nếu mà hai cái con số nó chênh lệch quá nhiều thì mình bị phạt. Là, đúng rồi. Nếu mà quý vị còn nhớ trong những cái chương trình đó. Thành ra mà nếu lỡ như mình có những cái trục trặc bị phạt là gì thì AAS Today có giúp đỡ được gì trên phương diện tại đó? Tại vì phạt thì vẫn là phạt thôi. Vẫn phải đóng gì đâu. Vẫn đóng đâu có gì đâu mà giúp đỡ. Không có phải đi tù, không có phải thuê luật sư. Dạ vâng. Nhưng mà đại khái cũng có thể giúp đỡ là nếu mà ghi danh mà rõ ràng cái số tiền đại khái hai người thì khoảng 20.000 tới 40.000. Thì nếu mà 20.000 thì cái tiền subsidy nó nhiều hơn. 25.000 thì số tiền nó nhiều hơn. Bớt xuống một tí, qua 30,000 thì đó là tùy theo cái thị trường. Cái số cái market, cái thị trường cộng với cái market với cái tiền income của mình, đối chiếu với nhau. Và
cái tiền, cái con số mà insurance mà mình phải trả đó, nó có tùy thuộc vào tuổi tác hay không? Càng trẻ trả càng ít hay là không, hay là tùy theo cái lương thôi, dạ, cái số lương của tôi. Dạ, tùy theo lương. Bởi vậy đó là cái chương trình đặc biệt của Obamacare. Khi mà tối cao phát biện xuống, đó là cái mục đích chính của Quốc hội cũng như Tổng thống Mỹ trong cái kỳ mà đại khái lại mà làm việc với nhau, là tạo ra cái chương trình đó để mà hy vọng là không có cái sự kỳ thị về tuổi tác cũng như là về gọi là pre-existing condition. Những tức người là mình có bệnh gì trước mà mình không phải lo lắng là cái tiền bảo hiểm của mình nó sẽ cao hơn. Nếu mà mình có bệnh tình trước, tại thường thường trước cái khi hãng insurance nó có quyền từ chối bảo hiểm cho mình không? Thí dụ như không có bắt mình phải đi khám, không có bắt mình phải đưa hồ sơ bệnh trạng lý lịch gì cả. Vậy thì tốt. Thành ra mình có bệnh gì đi chăng nữa, mình vẫn mua insurance được, giống như những người khác. Chỉ miễn sao là mình khai trung thực và cái số tiền khai đúng theo cái thuế và cũng như là cái tiền mình sẽ kiếm được trong năm tới, cộng thêm những con cái gia đình hoặc là những người thuộc về gia đình của mình, thân thuộc, thì khai tuổi tác nó đúng hết, thì lúc đó thì cái số đối chiếu nó mới, văn kiện nó mới thực sự là so sánh, nó không có bị trục trặc hoặc là chênh lệch. Cảm ơn Đạt rất nhiều. Và thưa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Chào quý vị. Dạ, chào chị. Đạt. Tiếp tục chương trình, Quý Châu xin gửi đến quý vị chương trình tìm hiểu về nha khoa với đề tài sâu răng. Kính mời quý vị theo dõi. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tìm hiểu về nha khoa. Bài đầu tiên là bệnh sâu răng. Sâu răng là một loại bệnh của miệng do sự phá hoại cấu trúc của răng. Răng gồm có 3 lớp: men, ngà và tủy. Trong tủy răng có thần kinh và mạch máu. Sau đây là nguyên nhân của sâu răng. Răng sâu do một loại vi khuẩn axit gây ra như Lactobacillus, Streptococcus mutans và các loại Actinomyces. Các vi khuẩn này gây tổn thương trong răng trong môi trường có chất đường lên men được, ví dụ như các loại đường sucrose, glucose và glucose. Chính vì vậy, khi sử dụng thực phẩm nhiều đường, mức độ sâu răng sẽ càng cao. Sâu răng có các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Ban đầu chỉ là một vùng nhỏ, sau đó tiến chuyển thành một chấm đen, thành một lỗ nhỏ và sau đó là một lỗ thật lớn, rồi răng bị bể và gãy. Ở dạng ban đầu, sâu răng không nhìn thấy được, cũng không có triệu chứng đâu. Bác sĩ nha khoa sẽ tìm được các chỗ bị sâu. Với kỹ thuật quang tuyến tân kỳ, chụp hình răng không cần phim, gọi là dental sensor, giúp khám phá các lỗ nhỏ ở răng mà có thể mắt thường không thấy được. Bên cạnh đó, với kỹ thuật tân tiến hiện nay, chụp nguyên cả hàm, gọi là Panoramic Dental X-ray, làm việc khám phá ra chỗ sâu răng trở nên dễ dàng và chính xác. Sâu răng đưa đến biến chứng như sau. Biến chứng thường gặp là làm mủ ở chân răng. Khi làm mủ, người bệnh thường cảm thấy đau nhức, sốt và chân răng bị sưng lên, bọc mủ có thể bị vỡ. Biến chứng nhiễm trùng đưa đến sưng hạch ở dưới hàm. Đây là biến chứng quan trọng cần để ý, đặc biệt là ở người có bệnh tiểu đường, những người đang sử dụng cortisone hay có những bệnh kinh niên làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Vi trùng trong môi trường tiểu đường phát triển rất nhanh và mạnh, có thể đưa đến áp xe tại vùng họng hoặc di chuyển vào máu, gây nhiễm trùng máu, có thể bị tử vong. Vi trùng có thể di chuyển đến van tim và làm hư hại van tim, có thể gây ra các chứng nghẹt máu tim. Vấn đề chữa trị, sâu răng nhẹ sẽ được làm sạch, khử trùng, làm khô và trám kín lại. Sâu răng nặng, vi trùng đi vào tủy răng, người bệnh thường đau nhất thì tủy răng phải được làm sạch và các dây thần kinh phải được lấy ra. Còn sâu răng quá nặng, răng hư quá nhiều, không còn cách nào giữ răng lại thì cần phải nhổ đi. Như vậy, để phòng bệnh sâu răng, quý vị cần phải: thứ nhất, súc miệng đánh răng. Khi nào là thời điểm tốt nhất để súc miệng và đánh răng? Súc miệng sau khi thức dậy vào buổi sáng rất quan trọng vì giúp làm giảm bớt các vi khuẩn đã sinh sản trong một đêm. Các nghiên cứu cho thấy rằng vào buổi sáng, cần súc miệng, sau đó ăn sáng và đánh răng 30 phút. Các chất trong kem đánh răng, nhất là chất fluoride rất cần, còn lại trong răng để bảo vệ răng. Do đó, sau khi đánh răng, không cần phải súc miệng thật nhiều vì sẽ làm trôi mất đi chất bảo vệ răng. Điều quan trọng cần nhớ là khi ăn hay uống các chất chua, chất axit này làm
mềm trước men răng, và nếu đánh răng ngay vào lúc này, men răng rất dễ bị tổn thương. Cần chờ khoảng 60 phút sau mới đánh răng để bảo vệ men răng. Trong thực tế rất khó nhớ và áp dụng, tuy nhiên nếu làm được đó là điều rất tốt. Nên đánh răng ít nhất 2 lần trong ngày. Đánh răng vào buổi tối trước khi đi ngủ rất quan trọng, vì trong thời gian ngủ chỉ cần 6 tiếng đồng hồ là vi khuẩn trong miệng có thể phá hoại răng. Kỹ thuật đánh răng cũng không kém phần quan trọng. Không đánh răng theo chiều ngang, qua lại mà phải đánh răng từng chỗ một theo chiều nghịch kim đồng hồ. Đó là cách tốt nhất để làm sạch các kẽ răng. Thứ hai, cách phòng bệnh kế tiếp là floss răng. Floss răng là kỹ thuật dùng một sợi chỉ nhỏ đưa vào khoảng trống giữa hai răng, kéo nhẹ xuống chân răng và kéo ra ngoài để làm sạch chân răng và nướu răng, giúp giảm tỷ lệ bệnh nướu răng. Để kết luận, đây là những điều cần nhớ. Không nên ăn vặt, không nhai kẹo, không dùng kẹo cao su có chất đường. Nên giảm bớt các thực phẩm có nhiều chất ngọt. Không nên ăn thức ăn quá lạnh hay nhai đá cục. Cần nên ăn những thực phẩm có canxi và sinh tố D để giúp cho độ cứng của răng, đặc biệt là các phụ nữ sinh sản nhiều lần. Nên thường xuyên sử dụng các loại kem có chất fluoride để bảo vệ răng. Và cuối cùng, quý vị cũng nên khám định kỳ mỗi 6 tháng để rửa răng, làm sạch răng, đặc biệt những người có bệnh kinh niên như bệnh tim, bệnh tiểu đường, suy thận và bệnh làm giảm phản ứng miễn nhiễm. Cần để ý những điểm này. Thưa quý vị, hy vọng các thông tin trên giúp cho quý vị có thêm một số kiến thức thông thường để bảo vệ sức khỏe của mình. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Năm 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ, với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Nhà hàng Eden Kitchen có một thực đơn đầy đủ và các món ăn đặc sản Việt Nam như cơm tấm đặc biệt, bò lúc lắc, hủ tiếu Nam Vang, mì khô đồ biển, nem nướng Cali, lẩu thập cẩm, canh chua cá kho tộ và chuyên trị phở. Nhà hàng Eden Kitchen nhận đặt tiệc sinh nhật, dạ yến cho các công ty và họp mặt hội đoàn, trang trí sang trọng, tiếp đón ân cần, mở cửa mỗi ngày, có nhận credit card. Nhà hàng được tọa lạc tại Eden Center, 6793 C Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044, bên phải của tàu hủ Thanh Sơn. Điện thoại số 703-534-EDEN hay 703-534-3336. Thư mời họp mặt picnic năm 2015 của Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn. Thưa quý đồng hương và thân hữu, theo thông lệ vào dịp hè, hội chúng ta tổ chức họp mặt ngoài trời tại Lake Fairfax Park. Địa chỉ 1400 Lake Fairfax Drive, Dresden, Virginia 20190. Năm nay họp mặt ngày Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2015 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ban tổ chức thiết tha mong đợi sự hưởng ứng từ đồng hương và thân hữu. Tham dự đông đảo, mang theo những thức ăn tùy thích, liên lạc mời gọi bạn bè trong gia đình và bạn bè ngoài tiểu bang. Ban tổ chức phụ trách kỹ thuật, giữ chỗ, dựng lều và một phần ẩm thực căn bản như heo quay, bánh mì, nước uống. Rất mong chúng ta sẽ được một ngày họp mặt vui và đầy ý nghĩa. Thân ái kính chào, trưởng ban điều hành Lê Văn Tua. Kính mời quý đồng hương tham dự chương trình văn nghệ với chủ đề Tình yêu tình người do Bên Em Đang Có Ta Foundation tổ chức vào lúc 7 giờ chiều đến 12 giờ đêm ngày Chủ nhật 2 tháng 8 2015 tại Fortune Restaurant 6249 Arlington Boulevard, Fort Church, Virginia, với sự góp mặt của các danh ca Lâm Thúy Vân, Y Phương, Huỳnh Phi Tiễn, Sĩ Đan, Hà Tuấn Huy và hai MC Trịnh Hội và Nguyễn Văn Khanh. Mọi chi tiết xin liên lạc Thẩm Mỹ Viện Ngọc Minh 703-237-3999, Võ Thành Nhân 301-257-8496, Ung Kim Lâm 703-307-5001. Nhà hàng Trung Hoa New Fortune tại Maryland đã phục vụ hàng ngàn dạ tiệc trong thời gian qua. Nhà hàng Trung Hoa chuyên về các món ăn Quảng Đông với kinh nghiệm nhất cho tiệc cưới, tiệc liên hoan, họp mặt hội đoàn. Có điểm sắm mỗi ngày và giá đặc biệt cho các tiệc vào ngày thứ Sáu và Chủ nhật. Nhận đặt tiệc cưới cho năm 2015 và 2016. Mở cửa mỗi ngày,
Chủ nhật đến thứ Năm 11 giờ sáng tới 1 giờ sáng, thứ Sáu và thứ Bảy 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Điện thoại số 301-926-8828 hoặc 301-548-8886. Ông bà Tony Trần kính mời. Thẩm mỹ viện Ngọc Minh tại Eden Center đặc biệt có bán các loại kem mỹ phẩm, sữa tắm và các loại dược thảo như đông trùng hạ thảo, linh chi, yến khô và nước, Super Fucodan, collagen của Pháp, Nhật, Đại Hàn, Indonesia có FDA chứng nhận cho các hiệu nổi tiếng như J, Billmore, EV Princess, bảo đảm giá hạ nhất trong vùng Hoa Thịnh Đốn. Điện thoại số 703-237-3999, 703-237-3999. Tàu hũ Thanh Sơn, nơi nhộn nhịp nhất tại thương xá Eden, luôn có quý khách xếp hàng thật dài. Tàu hũ Thanh Sơn, nơi của quý đồng hương yêu chuộng chè, xôi, chả cá, chuối nướng, khoai mì dừa. Đặc biệt trà chân châu, tàu hũ đủ loại, sữa đậu nành, giò lụa, giò bì và nhiều món ăn đặc biệt theo mùa như bánh trung thu và bánh chưng. Tất cả món ăn được nấu và sản xuất tại chỗ. Mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối. Địa chỉ số 6793 Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044. Điện thoại số 703-534-1202, 703-534-1202. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn. Tiếp theo, Quý Châu kính mời quý vị theo dõi chương trình Phúc Âm hàng tuần do Giáo xứ Thánh Giuse North Carolina thực hiện. Chúng tôi là Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong Giáo xứ Thánh Giuse. Xin kính chào quý khán giả. Phúc Âm tuần này thuật lại rằng, khi ấy Chúa Giêsu đi sang bên kia bờ biển Galilea, cũng gọi là Tiberia, có đám đông dân chúng theo người, vì họ đã thấy những phép lạ người làm cho những người bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy rất đông dân chúng đến với người. Người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính người đã biết việc người sắp làm. Ông Philip-phê thưa, 200 bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút. Một trong các môn đệ tên là Andre, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Chúa Giêsu rằng, ở đây có một bé trai có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người? Chúa Giêsu nói, cứ bảo người ta ngồi xuống, nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống. Số đàn ông đổ 5.000 người. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, người phân phát cho các kẻ ngồi ăn. Và cá cũng được phân phát như thế. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no nê, người bảo các môn đệ, hãy thu lấy những mẫu bánh còn lại, kẻo phí đi. Họ thu lại được 12 thúng đầy bánh vụn, từ 5 chiếc bánh và 2 con cá đã ăn còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng, thật ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt người để tôn làm vua, nên người lại trốn lên núi một mình. Chúng ta vừa lắng nghe Phúc Âm thuật lại việc Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để cho hơn 5.000 người ăn. Sau khi dân chúng khắp nơi đã nghe Chúa Giêsu giảng dạy và đã nhìn thấy những phép lạ Chúa đã làm, thì họ đã theo Chúa Giêsu. Cho dù Chúa đang ở đâu, trong thị trấn hay đang ở ngoài hoang vắng, dân chúng khắp nơi vẫn tìm đến với Chúa. Hiện tại Chúa Giêsu đang ở một nơi hoang vắng trong vùng Tiberia và dân chúng tìm đến với Chúa mỗi lúc một đông. Số lượng đàn ông đã lên đến 5.000 người, chưa kể đàn bà và con trẻ. Vì là nơi hoang vắng và số lượng người ta đã hơn 5.000 người, cho nên không thể nào có đủ lương thực cho họ ăn. Nhưng Chúa Giêsu thì lại muốn ban lương thực cho dân chúng. Cho nên Chúa đã bảo ông Philip-phê hãy lo chuẩn bị. Khi ông Philip-phê nghe Chúa Giêsu nói là muốn cho dân chúng ăn, thì ông lập tức thưa với Chúa Giêsu rằng, để cho những người này ăn, chúng ta phải có ít nhất là 200 ngày tiền lương để mua thức ăn. 200 ngày lương có nghĩa là khoảng 9 tháng tiền lương của một người. Và cho dù có 9 tháng tiền lương của một người,
thì chỉ đủ để mua lương thực cho họ ăn một bữa mà thôi. Chẳng những các môn đệ không có 9 tháng tiền lương, mà ngay cả thức ăn cơ bản như một chiếc bánh mì thì các môn đệ cũng không có. Lúc đó chỉ có một em nhỏ với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu đã bảo dân chúng ngồi xuống vì nơi đó có nhiều cỏ xanh. Và Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để cho hơn 5.000 người đàn ông ăn. Và có thể số đàn bà và con nít cũng đông như vậy. Sau khi tất cả mọi người đã ăn no, Chúa Giêsu bảo các môn đệ phải thu lại những mẫu bánh vụn. Và họ đã thu được 12 thúng bánh vụn. Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ trong suốt thời gian Chúa đi rao giảng. Từ những phép lạ chữa lành cho những người bệnh tật, cho đến những phép lạ làm cho người chết sống lại. Và cũng có rất nhiều phép lạ không có ghi lại trong phúc âm. Nhưng phép lạ hóa bánh ra nhiều để cho dân chúng được ăn no nê, thì được cả 4 thánh sử Marco, Luca, Matteo và Gioan ghi lại. Điều này cho chúng ta thấy rằng phép lạ hóa bánh ra nhiều để cho dân chúng được ăn no là một phép lạ rất quan trọng và ý nghĩa. Khi chúng ta nhìn lại dòng lịch sử ơn cứu độ, thì chúng ta sẽ thấy rằng, ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã ban lương thực để nuôi dưỡng dân Chúa. Ví dụ như khi Thiên Chúa tạo dựng con người, thì Chúa đã tạo dựng trời đất và muôn vật trước, rồi sau đó Chúa mới tạo dựng con người. Để khi con người xuất hiện, chúng ta có lương thực để sinh sống. Khi Chúa gọi ông Abraham làm tổ phụ của dân Chúa, thì Chúa đã hứa ban cho ông và con cháu của ông đất đai để sinh sống. Kinh Thánh còn nói thêm, đó là vùng đất chảy sữa và mật, một vùng đất trù phú và sẽ sản xuất ra nguồn lương thực dồi dào cho họ. Cho nên Thánh Vịnh 23 đã diễn tả rằng, Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, người để tôi nằm nghỉ. Bên nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi người lo bồi dưỡng. Thiên Chúa đã luôn ban lương thực để nuôi dưỡng dân Chúa theo suốt dòng lịch sử. Cho dù có lúc họ gặp nghịch cảnh mà họ nghĩ rằng không có lương thực để sinh sống, Chúa đã ra tay cứu họ. Ví dụ như khi họ đang trên đường từ Ai Cập về vùng đất hứa, họ phải đi qua sa mạc và không có thức ăn. Thiên Chúa đã cho manna từ trời rơi xuống để nuôi dưỡng họ. Từ khi tạo dựng con người cho đến nay, khi dân chúng bị đói, thì Thiên Chúa đã ban cho họ lương thực. Chính vì thế mà khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, thì phép lạ này có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với người Do Thái. Phép lạ hóa bánh ra nhiều là một phép lạ rất ý nghĩa và gần gũi đối với người Do Thái ngày xưa. Và ngày nay đối với chúng ta cũng vậy. Phép lạ hóa bánh ra nhiều là một phép lạ vô cùng ý nghĩa và gần gũi. Bởi vì ai trong chúng ta cũng đã từng rơi vào tình trạng khó khăn thiếu thốn lương thực. Hay chúng ta đã từng nhìn thấy chung quanh mình có nhiều người đã gặp khó khăn, không có lương thực để sống. Và chúng ta cũng đã từng chứng kiến những phép lạ hóa bánh ra nhiều. Ví dụ như một cách nào đó ngoài dự tính của mình, chúng ta có được lương thực để sinh sống. Có thể đó là do Chúa gửi một ân nhân nào đó mang đến cho chúng ta sự giúp đỡ. Và có lẽ qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu muốn nói với mỗi người chúng ta ngày nay rằng Chúa vẫn đang làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Điều mà Chúa muốn chúng ta làm là đem phân phát lương thực cho những người thiếu thốn. Lương thực thì Chúa đã ban rất đầy đủ, nhưng có lẽ chúng ta đang thiếu sự phân phát. Ngày xưa khi Chúa hóa bánh ra nhiều, các môn đệ đã giúp phân phát lương thực cho dân chúng. Thì ngày nay Chúa Giêsu đang cần chúng ta làm công việc của các môn đệ. Lương thực mà Chúa đã ban đang ở giữa chúng ta. Cho dù chúng ta đang sống ở hải ngoại hay chúng ta đang sống ở quê nhà, Chúa đã ban cho lương thực dư đầy. Sở dĩ chung quanh chúng ta còn những anh chị em thiếu thốn và nghèo đói là tại vì chúng ta chưa hết lòng phân phát những của ăn Chúa ban. Chúng ta chưa thi hành một giáo huấn mà Chúa Giêsu đã dạy là ai có hai áo hãy cho người không có, và ai có của ăn cũng phải làm như vậy.
Khi chúng ta biết chia sẻ và biết cho đi, thì Chúa sẽ ban lại cho chúng ta, và chúng ta sẽ không bao giờ thiếu thốn. Tôi xin được phép chia sẻ một câu chuyện có thật xảy ra cách đây 10 năm tại New Orleans. Khi cơn bão Katrina tàn phá thành phố New Orleans, hàng nghìn người phải bị thiệt mạng và hàng triệu người đã bị thiệt hại về vật chất. Trong số những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão Katrina là những nữ tu dòng thánh gia. Quý sơ là những nữ tu người da đen, mục vụ cho những người nghèo nhất trong thành phố New Orleans. Khi cơn bão đến, thì nhà dòng của quý sơ đã bị thiệt hại rất nặng. Cho nên giáo phận Shreveport đã cho quý sơ mượn cơ sở để ở tạm. Lúc đó tôi có dịp cùng với cha tổng đại diện của giáo phận Charlotte sang thăm quý sơ. Và tôi còn nhớ mãi một phép lạ mà sơ bề trên đã kể lại cho chúng tôi nghe. Một hôm, nhà dòng hết lương thực để ăn, bánh mì cũng không còn, tiền thì cũng không có. Bởi vì khi cơn bão tàn phá, chung quanh các sơ còn có những người khổ hơn mình, cho nên quý sơ đã cho đi hết những gì mình đang có. Đến khi đói thì phát hiện ra nhà dòng đã hết lương thực. Đêm hôm đó sơ bề trên không tài nào ngủ được và sơ đã vào nhà nguyện để cầu xin Chúa. Sáng hôm sau, có một chiếc xe tải chở bánh mì đến cho, mà toàn là những mẫu bánh mì mới nướng rất thơm ngon, chứ không phải loại bánh mì cũ mà người ta thường cho. Sơ quản lý mới hỏi anh tài xế ai là người đã cho bánh mì này, thì được biết là hãng bánh mì gần nhà dòng đã cho. Và anh tài xế còn nói thêm rằng, sáng nay khi bánh mì ra lò, không biết tại sao ổ bánh mì nào cũng bị cắt đứt phân nữa, cho nên không bán được. Thế là quý sơ lại có bánh mì để ăn và để phân phát cho những người homeless. Lương thực Chúa ban đang ở giữa chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu vẫn đang làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Vậy mỗi người chúng ta ngày nay hãy giúp Chúa một tay mà đem phân phát cho những người nghèo. Chương trình phúc âm hàng tuần từ giáo xứ Thánh Giuse đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại giáo xứ Thánh Giuse .net. Thân ái kính chào quý vị và xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.